Đấu La Đại Lục phần 2 tập 61, Hoắc Vô Hạo chiến với Vũ Hồn Hồng Long, tuyệt thế đường môn. Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiếu đều là ba thành viên của đội ngũ vừa giành chức quán quân. Đương nhiên cả ba đều là xuất sắc, ta cũng là đã từng thử nghiệm qua hồn kỹ của hắn. Ta dám chắc trong các đại tử đồng cấp, rất ít có người có thể so sánh với hắn. Những người ta liều tin đều là những cá nhân đã bộc lộ ra thực lực mạnh mẽ trong kỳ sát hạch vừa rồi. Vô Phong không chút đồng ý rồi nói, Vương lão sư, người nói hồn kỹ của hắn không ai bị kịp á. Ngay nhìn lại đi, hắn chỉ là một hồn hoàn thôi. Còn những người khác thì sao, ít nhất đều là song hoàn, có cả hồn tôn tam hoàn nữa. Hắn dựa vào một hồn hoàn ấy mà ứng cử lớp trưởng hay sao, làm sao có ai phục cờ chú. Một tiếng sầm vang lên, Vương Đông vỗ mạnh một cái xuống bàn rồi đứng dậy chỉ vào Vũ Phong rồi nói, ngươi đừng có được nước làm tới, thua chúng ta rồi mà còn không phục sao, có bản lĩnh đã thắng chúng ta rồi. Vũ Phong tức giận rồi nói, đúng, ta không phục đấy, thì sao, không phải nó hệ khống chế khắc hệ cường công hay sao, có bản lĩnh thì bảo hắn đánh với ta. Nếu thắng thì ta sẽ phục, không nói bất cứ một lời gì nữa, cũng thừa nhận luôn tư cách ứng cử lớp trưởng của hắn. Ngươi cầm đi, sao thì đánh với ta này, có bản lĩnh thì theo ta đến đấu hồn khu. Hai mắt của Vương Đông muốn phun ra lửa, hắn rít gào từng câu, hồn lực trên người đã là dục dịch muốn xuất động. Đủ rồi, giọng nói đầy uy nghiêm mang theo dao động hồn lực mạnh mẽ vang lên, áp chế khiến cả hai ngậm miệng lại. Ngồi xuống hết cho ta. Lúc này Vô Phong và Vương Đông mới miễn cưỡng ngồi xuống chỗ của mình. Vương Ngôn trầm giọng rồi nói, nếu đã có người bất đồng ý kiến vậy thì biểu quyết đi, nếu số người không đồng ý nhiều hơn một nửa thì ta sẽ gạt tên của hắn, sợ ai đồng ý thì giơ tay lên. Nếu là chú ý, bà tuyệt đối là sẽ không làm chuyện vớ vẩn này, nếu có ai ý kiến cũng là chả được gì, thậm chí bà còn trực tiếp cho Vũ Hạo làm lớp trưởng luôn, không phục thì trừng phạt, thủ đoạn tuyệt đối là cứng rắn. Nhưng mà Vương Ngôn thì lại khác, hắn là một lão sư thiên về lý luận, tính cách cũng là ôn hòa, dĩ nhiên năng lực kiểm soát học viện cũng là không bằng chú ý rồi. Vương Ngôn vừa dứt lời, không biết có phải số đại tử ghen tị với Vũ Hạo nhiều quá hay là bị ảnh hưởng của Vu Phong mà gần như là 2/3 đại tử đều sơ tay lên. Chỉ có một số ít đệ tử lớp 1 ngày trước và một số người tính tình chậm ổn là không. Các đệ tử có thể vào học viện sửa lại khác đều là những thiên tài nổi bật. Có ai mà không kiêu ngạo cơ chứ, mà trong lớp hầu như đều là đại hồn sư trở lên. Giờ bắt bọn họ phải thừa nhận một hồn sư nhất hoàn là lớp trưởng làm sao mà có người đồng ý. Vương Ngôn dĩ nhiên là không đoán trước mọi chuyện lại diễn ra thế này, nhất thời người không biết giải quyết thế nào. Còn Vương Đông đã giận đến tái mặt, hai tay nắm chặt định đứng lên làm một trận nữa vì bị Vũ Hạo kéo lại. Vũ Phong đắc ý rồi nói, Vương lão sư, hơn sang một nửa rồi, làm ơn xóa tên của hắn đi. Vương Ngôn hết sức là khó xử, hắn đã dạy không ít đệ tử nhưng mà tình huống như thế này là lần đầu tiên xảy ra trong lớp của hắn. Hơn nữa ban nãy chính miệng hắn đã nói rồi, sợ đâm lao thì phải theo lao. Chỉ còn cách ai lái nhìn Vũ Hạo, khi hắn chuẩn bị mở miệng tuyên bố Vũ Hạo mất tư cách làm lớp trưởng thì Vũ Hạo lại chậm rãi đưa tay lên. Từ lúc Vũ Phong ý kiến đến giờ, nhìn bên ngoài, Vũ Hạo không có chút biểu cảm nào, thậm chí còn giữ được bình tĩnh mà kéo Vương Đông lại. Nhưng mà thực tế trong hắn đã làm có thể bình tĩnh như vậy hay sao? Vương Ngôn nói tiếp, Vũ Hạo có gì cứ nói đi. Vũ Hạo chậm rãi đứng dậy, liếc mắt nhìn Vũ Phong một cái, rồi bình thản rồi nói, tốc độ nói chuyện thậm chí là còn chậm hơn so với bình thường. Vương lão sư, ý kiến của Vũ Phong đại tử đã nghe rõ, bạn ấy nghi ngờ với tư cách của đại tử không đủ để tranh chức lớp trưởng. Vậy thì trước khi ngài tuyên bố đại tử mất đi tư cách, đại tử chấp nhận lời khiêu chiến của Vũ Phong. Nếu đại tử thắng thì xin mọi người biểu quyết lại một lần nữa. Giọng nói của hắn hết sức là bình tĩnh, nhưng khi hắn vừa dứt lời, cả lớp học đều là lặng ngắt như tờ. Cả đứa Hoa Bân và Chu Lộ ngồi phía sau hay là Vũ Phong đều là kinh ngạc ngẩn người. Bọn họ không ai thì có thể ngờ rằng Vũ Hạo lại dám đứng lên ứng chiến với Vũ Phong. Vũ hồn của Vũ Phong chính là Hồng Long, xét về phẩm chất tuy kém hơn Bạch Hổ của đứa Hoa Bân và Quang Minh Lữ Thần Điệp của Vương Đông, nhưng chỉ là kém một chút mà thôi. Hơn nữa cô bé còn có hai cái hồn hoàn trăm năm phẩm chất không tệ, và hồn lực cũng là đã đến cấp 25. Bất kể là xét về mặt là cũng là hơn xa Vũ Hạo. Chỉ riêng việc đội của cô bé không đạt được thứ hạng cao trong kỳ sát hạch này mà cô bé vẫn có thể trở thành đệ tử hạch tâm là đủ hiểu. Trong mắt của các lão sư ở học viện sử lai khác, tiềm năng của Vũ Phong vô cùng là lớn. Vũ Hạo mặc dù là chiến hồn sư hệ khống chế nhưng lại là hệ tinh thần, hồn lực mấp mé là cấp 17-18, hồn hoàn đầu tiên là thập niên hồn hoàn, xét về góc độ gì cũng là hết sức kém, nên không ai nghĩ rằng hắn có thể thắng được Vũ Phong cả. Đôi mắt của Vương Đông khẽ nhíu lại, hắn nhìn ánh mắt đầy bình tĩnh của Vũ Hạo rồi suy nghĩ một lúc, sau đó thở dài gật đầu rồi nói, được rồi, đã thế thì ta cho phép các ngươi đến đấu hồn khu, có điều để công bằng, à mà thôi, gọi đây là một lần đánh cược đi. Nếu Vũ Phong thắng thì hủy tư cách ứng cử của Vũ Hạo, còn Vũ Hạo thắng thì ngược lại, hôm nay ta sẽ phá lệ một lần, tất cả đứng dậy, chúng ta đi đến đấu hồn khu. Đối với yêu cầu đánh cuộc kia, Vũ Phong cũng là không có ý kiến gì, vì trong danh sách kia cũng là có đới Hoa Bân và Vương Đông, xác suất cô bé có được lựa chọn cực kỳ thấp,
Huống chi, cậu bé rất là không tin mình sẽ thua tên Vũ Hạo chết tiệt chỉ là có một cái hồn hoàn kia. Sau khi thoáng ngây người vì kinh ngạc, Vũ Phong lại là liếc mắt nhìn Vũ Hạo với vẻ kinh thường. Các học viên cũng bắt đầu lối đùa nhau ra khỏi phòng. Lúc mà Vũ Phong đi ngang Vũ Hạo còn thấp giọng rồi nói: "Hôm nay ta nhất định là sẽ đánh cho người bò lăn bò càng." Vũ Hạo liếc nhìn vị hồng lòng chiến hồn sư tính tình như là con trai này, rồi cũng là xoay người đi ra ngoài. Hôm nay những chuyện hắn phải biết thật sự là quá nhiều rồi. Càng biết hắn càng nhận ra bản thân mình không thể yếu đuối nhát gan. Nếu cứ như vậy để mất tư cách lớp trưởng thì sao, sau này mãi mãi là không thể ngẩng cao đầu trong lớp học này được. Điều này cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm cảnh của mình, cho nên hắn quyết định là ứng chiến. Dù thua cũng là phải chiến, thất bại cũng phải ra dáng một thằng con trai. Nếu giờ hắn không dám đáp ứng lời khiêu chiến của Vũ Phong thì sau này hắn dựa vào cái gì để đi báo thù đấy? Tất cả các đệ tử ban một đều là đã vào đấu hồn phù, đương nhiên phí vào cửa của bọn họ đều là Vương Ngôn Trá. Và hôm nay ngoài trừ các đệ tử này cũng không ai đến xem thi đấu trận nữa. Trận đấu này cũng là trận đấu đầu tiên của Vũ Hạo lẫn là Vũ Phong tại đấu khu hồn của học viện Sử Lai Khắc. Vương Đông vẫn là luôn đi theo sát Vũ Hạo, nhưng hắn hoàn toàn im lặng, không hỏi hay là nói bất cứ điều gì. Hắn biết tâm trạng của Vũ Hạo hôm nay là như thế nào, đã không thể làm đệ tử hạch tâm còn gặp phải tình huống này. Cũng sẽ hiểu tại sao Vũ Hạo không tiếp tục chịu đựng nữa mà lựa chọn ứng chiến chứng minh thực lực của chính mình. Còn Tiêu Tiêu cũng là không ngoại lệ, ánh mắt của cô bé luôn dán chặt vào người Vũ Hạo. Trong mắt của cô bé, người đồng đội này không còn là một thiếu niên nữa mà là một chàng trai thực thụ. Một chàng trai có gan đối mặt với mọi thử thách, đối mặt với mọi chuyện không có khả năng. Viết sẽ thất bại mà vẫn ứng chiến, liệu có bao nhiêu người dám làm? Cá cược đây, ta làm nhà cái, các người thoải mái đặt cược đi. Vũ Hạo đặt 1 ăn 10, Vũ Phong đặt 10 ăn 1. Cường công hạ chiến hồn sư Chu Tư Trần, người có vũ hồn bảo điển đột nhiên hét lớn. Lão sư Vương Ngôn đã dẫn Vũ Hạo và Vũ Phong vào bên trong đấu hồn trang rồi lên ở đây không có ai quản bọn họ nữa. Ta đặt Vũ Phong 100 kim hồn tệ. Đới Hòa Bân là người đầu tiên lên tiếng, sau đó bước đến trước mặt Chu Tư Trần lấy ra một túi tiền lặng trịch. Cơ mặt của Chu Tư Trần giật giật một chút, hắn run rẩy rồi nói: "Không cần phải ác vậy chứ?" Đới Hòa Bân khinh thường rồi nói: "Dám làm nhà cái mà không có dũng khí thu tiền sao? Nếu không thì đừng mở cá cược làm gì." Chu Tư Trần bị lời nói khích của Đới Hòa Bân giận dữ rồi nói: "Nhân thì nhân, ta sợ người sao? Người thắng thì ta trả người 10 kim hồn tệ thôi chứ gì? Còn ai nữa không? Bao nhiêu cũng nhận hết." Có điều, mọi chuyện sau đó làm hắn khóc không ra nước mắt. Đa số đệ tử đều cược đặt vào Vũ Phong, thực lực cả hai đều là chênh lệch quá lớn, căn bản không ai xem trọng Vũ Hạo cả. Cho dù tỷ lệ đặt cược có cao thế nào cũng không có ai có hứng thú cược. Sắc mặt của Chu Tư Trần càng lúc càng khó coi, nhưng hắn đã là mạnh miệng nói rồi, làm sao còn gỡ gạc được gì nữa. Ngay lúc vẻ mặt của Chu Tư Trần đã là gần đen như là đáy nồi, thì một giọng nói vang lên làm cho lòng hắn hết sức là vui sướng: "Ta đặt Vũ Hạo 1000 kim hồn tệ." Người đến trước mặt hắn đưa ra kim phiếu được chế tạo hết sức là tinh xảo chính là Vương Đông. Tiêu Tiêu đi theo Vương Đông cũng đưa ra một tờ kim phiếu y hệt: "Ta cũng đặt 1000. Nghe hai người kia nói xong, Chu Tư Trần như là người sắp chết đuối vớ được cọc. Tổng số tiền các đệ tử khác đặt cược cũng là vừa đúng 2000 kim hồn tệ, bằng với số tiền của Vương Đông và Tiêu Tiêu. Nói một cách khác, nếu Vũ Hạo có thua, nhân cái cũng là không tốn đồng nào, cuối cùng cũng là vượt qua được cửa ải khó khăn rồi. Chúng ta đặt cho Vũ Hạo 50 kim hồn tệ." Hai giọng nói thanh thúy đồng thời vang lên, khiến cho Chu Tư Trần giật mình, không ngờ còn có người dám đặt tiền vào Vũ Hạo. Hắn ngước mặt lên nhìn mới thấy hai người ấy đang từ phía sau Vương Đông và Tiêu Tiêu bước đến. Cả hai không ai xa lạ chính là tỷ muội Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc. Hai tỷ muội mỉm cười chào Vương Đông rồi lấy ra 50 kim hồn tệ. "Ta cũng đặt 50 kim hồn tệ nữa." Thêm một giọng nói khác vang lên, lần này làm cho Chu Tư Trần trợn tròn mắt, bởi vì người này lại là huynh đệ tốt của hắn. Người có phu hồn Quang Nhẫn Nhiễm Trung, Tào Cần Hiên. Người này trong trận chiến với ba người Vũ Hạo, đến cả hồn kỹ còn chưa kịp sử dụng đã bị linh hồn trùng kích đánh ngất. "Cần Hiên, ngươi làm cái gì đấy?" Chu Tư Trần nghi ngờ hỏi. Tào Cần Hiên cười cười rồi nói: "Ta biết ngươi có tiền, ta cược chút ít không được hay sao?" Chu Tư Trần nghi ngờ lại nói tiếp: "Ta không tin, trước giờ ngươi có làm chuyện gì không có lợi đâu." Tào Cần Hiên nhìn xung quanh rồi nói: "Ngươi để ý làm gì? Ta đặt có 50 kim hồn tệ. Nhiều đây cũng là không nhiều nhận gì. Có điều, ta nhắc ngươi một chút, nếu chẳng may Vũ Hạo chiến thắng, ngươi phải phá sản đó. 1 đền 10, 2000 kim hồn tệ chính là 2 vạn đó, ngươi có nhiều tiền vậy sao?" "Sao?" Nghe huynh đệ tốt của mình nhắc nhở, trên trán của Chu Tư Trần liền chạy đầy mồ hôi lạnh. "Đúng, vạn nhất Vũ Hạo thắng thì sao đấy?" Vương Đông và Tiêu Tiêu mỗi người 1000, nhân cho 10, ôi trời ơi, là một con số khủng bố. "Vương Đông, Tiêu Tiêu, hai người có muốn giảm bớt một chút hay không?" Vương Đông cười rồi nói: "Ngươi nói bao nhiêu cũng nhận mà, bọn ta tin tưởng Vũ Hạo, ta không sợ thua, ngươi sợ cái gì?" Hắn nói xong liền cùng với Tiêu Tiêu tìm một chỗ trống ngồi xuống. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, Chu Tư Trần tức giận rồi nói: "Hừ, để xem lúc các ngươi thua sẽ là khóc như thế nào đây. Vũ Hạo thắng đường, Vũ Phong mới là lạ."
Chênh lệch lớn thế cơ mà. Có điều tỷ lệ này hình như là ta đặt hơi bị lố. Phải chi ta biết kiềm chế một chút thì đã là có chút tiền lời rồi. Tào Quảng Hiên vỗ vai của hắn đồng cảm rồi nói, kích động là ma quỷ đó. Trong khi bọn họ ồn ào trên khán đài, Vũ Hạo và Phú Phong đã vào bên trong đấu hồn tràng. Vì để an toàn nên hôm nay Vương Ngôn tự mình làm trọng tài cho bọn họ. Bước vào đấu hồn tràng, Vương Ngôn đã nghiêm túc rồi nói, ta nhắc nhở các người một lần nữa, đây chỉ là luận bàn. Các người có thể thẳng tay công kích nhưng mà tuyệt đối không được làm đối thủ của mình bị tàn phế hay là tương tự như thế. Hiểu chứ? Nếu ta thấy một bên đã là chiếm ưu thế tuyệt đối sẽ là lập tức dừng trận đấu. Vũ Hạo và Vũ Phong đồng thời gật đầu. Vũ Phong tự tin rồi nói, Vương lão sư, thế chẳng nhẽ ngày muốn trận đấu vừa mới bắt đầu vài giây đã là phải kết thúc hay sao? Nói xong cô bé liền xoay người bước thẳng ra sàn đấu. Tuy chỉ là mới 12 tuổi nhưng rõ ràng là Vũ Phong dậy thì sớm hơn so với những cô bé đồng trang lứa, dáng người cao ráo xinh xắn. Có điều tính cách của cô nàng còn dã man hơn những nam sinh bình thường. Vũ Hạo cũng là từ từ đi ra, Vương Ngôn quay sang nhỏ giọng dặn dò, nếu cảm thấy không được thì đừng miễn cưỡng bản thân, đôi khi nhẫn nhịn không phải là yếu kém. Vũ Hạo cảm thấy sự quan tâm của Vương Ngôn dành cho mình, liền quay sang gật đầu một cái rồi từ từ lùi về phía sau. Hắn biết Vương Ngôn nói thế là có ý tốt, nhưng trong lòng của hắn đã quyết rồi, nhất định là sẽ không lùi bước. Lát sau, khoảng cách của hai bên đã làm kéo giãn ra chừng 5m. Vương Ngôn đứng ở giữa, hai tay sang ngang, thấy cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng mới vỗ bốp một cái đồng thời quát to, bắt đầu. Vũ Phong nháy mắt liền di chuyển, mái tóc màu đỏ dưới tốc độ nhanh như chớp của cô bé trông như là một luồng ánh sáng đỏ bay thẳng về hướng của Vũ Hạo. Đôi chân thon dài sải từng bước, tích tắc sau đã đi được hơn chục thước. Mặc dù cô bé chạy như điên nhưng trên người cũng là xuất hiện ra từng mảnh vảy rồng, từ xa đã mang đến một áp lực dũng mãnh. Điều khiến những người bên ngoài giật mình kinh ngạc chính là Vũ Hạo hoàn toàn là không nhúc nhích, ngược lại còn nhắm mắt đứng yên một chỗ như là đang minh tưởng vậy. Trên khán đài đã hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều là tập trung quan sát diễn biến dưới sàn đấu. Trong đó người tập trung nhất ngoài Vương Đông và Tiêu Tiêu dĩ nhiên là còn có nhà cái chủ Từ Trần. Tào Quản Hiên cũng là đang chăm chú quan sát trận đấu, nhưng khác với đại đa số mọi người ở đây, hắn không nhìn Vũ Phong mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào Vũ Hạo, nhất cử nhất động của hắn đều là không bỏ qua. Đúng như Chu Từ Trần đã nói, Tào Quản Hiên đặt cược với Vũ Hạo hoàn toàn là không phải là xúc động nhất thời, cũng không vì tham lam tỷ lệ đặt cược cao kia mà là có ý đồ của riêng hắn. Trong đội ngũ của Chu Từ Trần, nhân vật trung tâm thật sự chính là Tào Quản Hiên. Vũ hồn quang nhẫn nhiễm chung của hắn là khí vũ hồn cực kỳ là hiếm thấy. Hắn có thể điều khiển được dòng lưu chuyển thời gian, nhóm bọn họ có thể liên tục chiến thắng lọt vào top 4, công lao lớn nhất là của Tào Quản Hiên. Hơn nữa, hắn và Vũ Hạo đều là chiến hồn sư hệ khống chế nên hiểu biết so với những người khác càng nhiều hơn. Lần giao đấu trước, hắn thậm chí là không kịp sử dụng ra một cái hồn kỹ nào. Rất nhiều người đều cho đấy là công lao của Vương Đông, nhưng bản thân Tào Quản Hiên hoàn toàn là chắc chắn, đó là một dạng công kích tinh thần. Cho dù Vương Đông có giúp, nhưng mà chủ công vẫn là Vũ Hạo. Quan trọng hơn, hắn đã có chuẩn bị ứng phó với kỹ năng công kích từ xa này.